Chúng ta sẽ nghiên cứu tính chất học đầu tiên của phenol, đó là tác dụng với natri và kali. Chúng ta khảo sát đầu tiên đó là chúng ta nói về phenol. Phenol chúng ta còn có tên gọi khác đó là axit phenic. Đây. Phenol chúng ta là C6H5OH. Khi tác dụng với natri thì bản chất natri chúng ta sẽ thế vào hydro của nhóm OH. Và đây nó tạo thành C6H5O cộng cho H2. Nếu mà mình ghi cái vòng benzene này thì theo thầy các bạn không nên. Cái này là chúng ta không nhìn được vấn đề. Do đó tất cả những gì mà ghi tới cái vòng benzene thì chúng ta chuyển về dạng này cho thầy. Cái vòng benzene chúng ta ghi là C6H5OH này. Mà chắn là natri thế vào đây. Cái đó nó tạo thành C6H5O cộng hydro. Cái thằng Na là natri này. Còn C6H5 chúng ta là phenolat. Đây là thuộc hợp chất muối em nha. Ngày trước mình học là ancol etylat là C2H5OH này. C2H5O cũng là muối này. Hoặc là CH2 ONA. Natri glycolat tự dưng thì cũng là muối, mấy thằng này là muối hết. Cộng hydro. Được chưa? Và ở đây mình có nói về phần tái tạo phenol. Như mình đã học trong phần tính chất vật lý, phenol chúng ta là một axit yếu yếu hơn axit carbonic theo dạng hoạt động này. H2O3 lớn hơn H2O4 và lớn hơn HCl, lớn hơn CO2 và nước. Và ở đây nó lớn hơn phenol. Do đó ở đây chúng ta sẽ dùng một phương pháp là axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối. Trong trường hợp mình dùng CO2 thì ở đây mình biết là mình sẽ dùng CO2 dư. CO2 chúng ta là H2CO3. Được chưa? Chúng ta sẽ ghi là H2CO3 cho dễ hiểu này. Bản chất là C6H5O này sẽ kết hợp với H. Được chưa em? Còn natri kết hợp với CO3 để tạo thành Na2CO3. Nhưng mà biết rồi, Na2CO3 sẽ tác dụng được với gì? Với CO2 và nước để tạo thành NaHCO3 thế thôi. Rồi, lý do mình dùng CO2 dư để làm gì? Để nó trả hoàn toàn về phenol. Hoặc là chúng ta có thể dùng axit mạnh hơn nó, cụ thể là HCl. Và còn lại là NaCl. Thế là H2O4 cũng được. Và thông thường là dùng CO2 hoặc HCl em nha. Đó. Nói chung là những tình huống tương tự các bạn sẽ luận rất là dễ. Ở đây mình rút ra kết luận này. Phenol là một axit yếu yếu hơn cả mấy axit này, và vì nó yếu hơn H2, yếu hơn CO2 và nước, do đó tính chất học của nó là không đồng hồ quy tím. Được chưa em nhỉ? Được chưa em nhỉ? Rồi. Chúng ta đến hợp chất khác. Trong phần phenol này mình nhớ thầy hai cái chất thôi, hai chất. Chất thứ nhất là ancol và chất thứ hai là cresol. Hai chất này nó sẽ kéo theo cho chúng ta cả giai đoạn sau nữa. Còn những cái chất khác, tên khác chúng ta không cần quan tâm. Quan tâm nó làm gì cho nó khổ. Được chưa? Cresol, cách nhớ cresol này. Cresol nãy mình học rồi. Là một CH3. Một OH. Và ở đây thầy ghi bằng bỏ này luôn cho thầy luôn. Bỏ. Thầy khuyến mãi cho bạn bỏ nha. Ghi này thì nó để cho chúng ta hiểu được chính xác cấu tạo của nó thôi, nhưng mà khi mình là ghi cái giờ này thì nó sẽ không hiểu được rõ ràng là trong này có bao nhiêu C, bao nhiêu H, rất khó làm việc. Giờ chúng ta hiểu như thế này. Điều kiện để tác dụng với natri là gì? Điều kiện tác dụng với natri mình trước mình học trong bài ancol rồi. Điều kiện tác dụng với natri là có nhóm OH đúng không? Ngoài có nhóm OH thì nó còn có thể chứa thêm đó là nước nữa. Nước có tác dụng được với natri mà. Và sau này mình học hết chương trình 11 cũng như học hết chương trình 12 luôn, thì ngoài OH của ancol, OH của phenol, thì chúng ta còn một hợp chất duy nhất nữa, đó là hợp chất chứa nhóm chất COOH của axit nha. Thì bản chất cũng tương tự em. Bản chất là thằng CH3 C6H4 này sẽ cái hợp với natri. Phần còn lại là sinh hydro. Được chưa nhỉ? Rồi, nhưng mà cái thằng 1.3 đó là tạp chất ancophenol.
Cái điều này mình giải thích cho bạn rõ. Cái điều này thì chúng ta có thể ghi trên này cũng được. Còn nếu mà bạn nào đã hiểu được cái triết lý mà thầy đã chuyển từ cái bộ khung của vòng Bang Nhân mà thành cái bộ thành bộ khung thường mà chúng ta vẫn hiểu được thì chúng ta sẽ làm nó dễ hơn. Thì giờ đây thầy sẽ ghi rõ này. Ở đây mình khảo sát hợp chất là đây, có dòng OH gắn trực tiếp với vòng Bang Nhân này. Tiếp theo là có CH2OH này. Đây là nhóm OH gắn trực tiếp, còn đây nhóm OH gắn gián tiếp. Được chưa em? Thì trong này có hai loại OH. Đây là OH ancol, đây là OH phenol, còn bên này là OH ancol. Được chưa? Chúng ta biết là dù OH nào đi chăng nữa thì nó đều tác dụng với natri. Bản chất là natri thế vào vị trí hydro. Hydro ra đây để sinh H2, được chưa nào? Đó vậy thôi. Gắn natri vào đây, gắn natri vào đây. Được chưa em nhỉ? Đó. Và đây chúng ta sinh ra khí hydro. Thế thôi. Nói lại nha, bạn nhớ thầy điều kiện này, thầy giới thiệu trước luôn. Tôi dùng bên natri này là gồm có nhóm OH này, thứ hai là nhóm COOH này, và nếu người ta hỏi nữa là chỉ có thể nước là thôi hết. Đây là điều kiện để tác dụng được với natri, em cần phải nắm rõ điều kiện để mà làm cho tốt.